Hey mọi người, sau bao ngày chờ đợi cuối cùng mình đã mua được con nút chân rồi nè mọi người. Thì hổm rồi em này cũng hot quá trời luôn. Xong rồi mình cũng đi tìm chỗ mua mọi người, chỗ nào cũng hết hàng hết trơn, phải đặt trước cũng mấy ngày cả tuần. Thì hên sao chỗ mình hay mua hôm nay tự nhiên về hàng, đặt liền 1 kg luôn. Tại vì mình nghe nói cái con nuốt chân này ăn rất là ngon, nhưng mà trước đó thì mình chỉ thử cái con nuốt bình thường thôi. Là may mắn dữ lắm tôi mới mua được đó mọi người. Con này thì chân rất là dài luôn nha. Đầu nó nhỏ xíu nhưng mà cái chân rất là dài luôn. Giao tới thì rất là tươi nè, không có con nào bị hôi luôn nha. Thì mình cũng để trong tủ lạnh tí xíu, nhưng mà thật chất là trước đó nó đã lạnh sẵn rồi. Đổ ra mình sẽ đem đi rửa thì là kỹ. Nhưng mà nhìn vô thì sẽ có con trắng, con xanh nha. Màu nó không hề đều luôn. Chỗ này thì người ta cũng có cho tôi thêm một bịch rau với lại trái vả. Nó cái tật hấp tấp á, không chịu mở ra coi đâu. Cái đi lên đi tìm đi mua trái vả cho bằng được. À mua sao trái vả nó kỳ lắm nè mọi người. Này, chắc bị hư hay bị héo đúng không? Trái người ta cho tôi ngon quá trời luôn. Thì hôm nay mình sẽ ăn với lại trái vả với lại mắm ruốc như cũ. Lại một tí nữa mình sẽ ăn với lại nước tương wasabi luôn. Thì ăn cũng được 2 lần rồi nên cũng có kinh nghiệm tí xíu nè. Mà không hiểu sao gấp đổ nó cứ tuột, nó trơn, nó rớt xuống lại hoài à. Nhưng mà công nhận nhìn cái con nuốt này nó đã ghê luôn á, chân nó thì nhiều quá mà nó bự nữa. Ăn một cái trời nó giòn mà nó đã lỗ tai lắm luôn á. Phần dưới mình cũng có ướp đá mọi người nên khi ăn mà nó rất là lạnh lạnh á, nó sực sực dai dai giòn giòn. Không hiểu sao cái con này tôi ăn tôi lại thấy giống như đang ăn cái rong biển màu trắng á, rong biển gai á mọi người. Còn cái con nuốt đợt trước tôi ăn thì nó trơn trơn giống như thạch rau câu vậy á. Hôm nay mới được ăn trái vả nè, mà công nhận trái vả này ngon ghê. Chỉ hơi chát tí xíu thôi. Trước thì mình ăn với lại khế với lại chuối chát, mà chuối chát dữ quá luôn mà bị đắng trong miệng luôn á. Là ai mà ăn cái con nuốt này thì nên tìm trái vả mua ăn nha. Kiểu như nó kết hợp với nhau rất hợp vô cùng luôn á mọi người. Do là con này nó cũng to quá nên bây giờ tôi sẽ xé ra ăn cho nó dễ. Nhiều bạn cũng thắc mắc là con này có tanh không, thì theo cái cảm nhận cá nhân của mình là mình thấy nó không hề tanh nha. Trọng là lúc người ta giao cho mọi người á, tươi rồi rửa sạch ướp đá rồi ăn liền đảm bảo không hề tanh nha. Con nuốt đợt trước mình ăn thì nó cũng có hơi tanh tí xíu. Con nuốt chân này thì không có mùi tanh tí nào luôn. Là sau khi ăn đây là lần thứ 3 rồi, mình thấy con nuốt chân là ngon nhất. Xong rồi mới tới nuốt nguyên con. Rồi nuốt tai mình thấy người ta bán nuốt tùm lum loại hết trơn. Món này mình thấy để ăn chơi, ăn vặt nè, nhâm nhi lai rai cũng rất là hợp luôn. Nhưng mà mọi người nhớ là để lạnh lạnh ăn nó mới ngon nha mọi người. Theo quan điểm của Kim là khi mà mình để nó không có lạnh giống như là để nó nguội á, nó sẽ hơi chán tí xíu. Nên là ví dụ như mình ăn nhiều quá thì mình lót đá dưới rồi mình để ở trên. Trong lúc mình ăn thì nó sẽ lạnh liên tục luôn. Nhiều bạn cũng thắc mắc là 1 kg nó nhiều không? Nghĩa là 1 kg ăn được tầm 2-3 người nha. Hoặc là 2 người. Là lần đầu tiên mình ăn thì mình nên mua 0.5 kg mình ăn thử thôi. Mua nhiều quá rồi về ăn không có hết bỏ nó uổng. Giờ mình sẽ ăn với lại nước tương wasabi nè, coi nó như thế nào nha. Thì sau khi mình ăn với lại nước tương wasabi mình thấy cái vị nó cũng ok. Cái kiểu như con này nó đa dạng á mọi người, chấm với lại cái gia vị nào thấy cũng hợp hết trơn á. Ai muốn ăn nguyên bản thì cứ chấm mắm ruốc như Kim ăn. Thì nhiều người ta nói mắm ruốc hôi, người ta ăn không có được. Nước tương hay là chấm nước mắm Thái cũng được luôn. Nếu như mà mua mà chưa ăn liền cứ bảo quản 1-2 ngày, ăn từ từ nhưng mà đừng có để lâu quá mọi người. Vì hôm bữa Kim để lâu quá, cái cuối cùng lấy ra nó bị hôi á. Nên là tóm lại món này ngon, rất là đáng thử. Làm mồi cũng bán dữ lắm á.